Kể từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp nhờ giành huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực 1 năm 1978 với ca khúc Chiều Hạ Long, tính đến nay đã hơn 4 thập kỷ nghệ sĩ ưu tú Đức Long đi hát. Một chặng đường đủ dài để nếm trải mọi đắng cay, ngọt bùi, vinh quang hay khó nhọc của nghề. Live show kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ ưu tú Đức Long đã ấp ủ hơn 3 năm nay. Nhưng vướng vào đại dịch COVID-19 bùng phát nên hoãn nhiều lần. Thời điểm này, khi công tác chống dịch đã chuyển sang trạng thái thích ứng và linh hoạt với đời sống, anh đã lập tức bắt tay thực hiện live show. Sau 2 năm xa vắng sân khấu, ra vắng khán giả, đến hôm nay mà được đứng trước khán giả thì đấy là một cái niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và cũng hy vọng là cái live show lớn nhất trong cuộc đời của mình này sẽ làm hài lòng khán giả. Với giọng hát trầm ấm, vô cùng đặc biệt và một phong cách trình diễn sang trọng, lãng tử, đầy chất quý ông như khán giả vẫn yêu mến gọi anh là quý ông hát. Các đồng nghiệp trong giới nghệ thuật bày tỏ tin tưởng nghệ sĩ ưu tú Đức Long sẽ đem đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi cũng muốn tạo ra một sự khác biệt với chính anh Long hoặc là với cái khái niệm chung về các live show mà người ta hay làm. Tại vì thông thường họ làm rất nhiều cái công nghệ hiệu ứng. Nhưng với Đức Long, sự khác biệt đây chính là mộc mạc và chân thành. Và chúng tôi rất hy vọng chương trình nghệ thuật này sẽ là một món quà rất là lớn dành cho những người hâm mộ. Chúng ta hãy chờ đợi ở một cái đêm nhạc mà nó mang chân dung của anh. Thì mình thấy như là chúng ta nhìn toàn cảnh để chúng ta được nhìn lại một lần nữa. Anh ấy hát nhạc trước 75, sau 75, ở trong tất cả những tình huống thì những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, nó vượt cái không gian thời gian. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi thấy là mà Đức Long tiếp cận tác phẩm rất đặc biệt, rất sáng tạo, có cái riêng của mình. Live show Đức Long hát gồm 3 phần. Phần 1 là những ca khúc tái hiện lại ngày đầu tiên bước vào con đường âm nhạc của anh và những ca khúc quen thuộc đã gắn bó với tên tuổi anh khi đi khắp nơi phục vụ quân dân từ biên giới đến hải đảo. Phần 2 khắc họa chân dung một người nghệ sĩ say đắm với nghề. Phần 3 là về một Đức Long, quý ông của những bản tình ca. Live show Đức Long hát sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 15 tháng 4 tới tại nhà hát Âu Cơ, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.